Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay là tiếp tục là ngày nghỉ, mát trời gần Tết rồi. Mình mới mua được một cái gốc sim cổ. Gốc sim đánh trên ở đâu ấy không biết được, nhưng mà rất là to và già. Đấy. Cái gốc của nó phải to bằng cái lon bia nhá. Thoát thân. Đấy các bạn nhìn này. Mình hôm nay mình sẽ tiến hành làm đất là mình lên chậu. Cái sim này đã được đánh về nhá. Đánh ở một cái vùng rất là hẻo lánh. Đấy. Và đã được dâm. Đã được dâm và đã dâm hơn một năm rồi, nó đã mọc này rồi. Đã ổn định rồi nhá. Bây giờ việc mình chỉ việc trồng lên thôi. Đấy, cái bầu của nó đây các bạn. Ấy, bạn tỏ thấy to chưa? Bằng lon bia các bạn. Bằng lon bia Sài Gòn. Thoát thân. Thoát thân, cái đoạn thoát thân này chắc khoảng 40 cm. Và trên là nó phân ra thành hai cành. Bây giờ thì cứ tạm thời mình cứ để nó như thế này đã, để nó tự do này đã. Thì sau khi mà sang năm, khoảng một năm nữa nó ổn định, khi nó ổn định, bộ rễ nó ổn định, phát triển ổn định, mình sẽ tiến hành cắt theo form của mình, yêu cầu. Mình trồng vào cái chậu 80 nhá, chậu 80 sâu thành. Thì sim thì sâu thành nó giữ độ ẩm cao. Thì còn đây mình tiến hành làm đất đây. Làm đất để trồng. Đất này của mình làm thì gồm có đất xỉ này, rồi thì phân gà, phân bò, hoai mục. Và những cái đất hun của mình đun đất hun chấu, hun cây cối cho mình hun cả đất luôn, nung cả đất luôn. Nên bây giờ mình trộn, mình hỗn hợp, nên là mình tiến hành mình trồng. Lần đầu trồng cây sim đấy. Hiện tại cái chỗ, cái vườn cây sim của cái nhà cậu em này thì cậu đang có khoảng 200 cây. Bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ lại, để lại bình luận ở dưới video này thì mình sẽ liên hệ và sẽ tiến hành cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Lá sim. Đấy nhá. Đây là mùa đông mà nó được thế này là nó ok lắm. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành xem mình trộn đất và mình trồng cây nhá. Chắc cũng nhanh thôi. Đấy các bạn nhá, mình chuẩn bị xỉ này. Xỉ than nhá, mình lót chậu nhá. Than lót chậu này xong đây rồi việc đáy chậu này. Đáy chậu thứ nhất là cái chậu là phải có cái hố thoát nước rất là to này. Hố này thoát nước to này. Đó. Xong rồi lót cho một lượt lưới nhá. Lót một lượt lưới. Để luôn một cái viên than tổ ong ở đây luôn. Đấy mà, đổ cái lớp xỉ. Đổ cái lớp xỉ bên đáy nhá.
màu. Trước mắt cái trồng này ngập thân này là các bạn ạ. Sau này khi mà nó được tiếp ổn định thì trồng tiếp sau khi mình lên chậu xong rồi các bạn nhá. Đấy, đây là cây sim của mình sau khi lên chậu xong rồi. Lần đầu tiên mình tưới một lần nước võng luôn để cho nó lèn các bạn. Đấy, và mình để mấy cái viên gạch bao banh nặng cho nó giữ đỡ phải cọc trống. Đây đây. Các bạn xem. Đấy, thế là thành công nhá, trồng thành công.